ようこそ日本へ。私はVです。私はキラです。今日から5日間日本で遊びに行きます。とても楽しみです。それではレッツゴー。こんにちは。Kira, anh Dino, anh Sập, anh Khánh, anh Cường, anh Thành. Mấy anh em đặt tour du lịch qua Viettravel bao gồm cả thủ tục làm visa cực nhanh, được gói hết từ A tới Z, 5 ngày 4 đêm đi qua 5 thành phố và chỉ dưới 30 củ khoai. Ưng ơi là ưng. Bữa ăn đầu tiên tại Nhật Bản. Let's go. Hara peko peko desu. Chúng tôi mới nói một điều đó là người Nhật không ăn khía. Itadakimasu. Fukushima thì nằm ở giữa Nhật Bản, cho nên lúc nãy mình có hỏi anh hướng dẫn viên thì anh có nói là nếu như tưởng tượng thì cảm giác như Fukushima như kiểu sự đan thoa giữa Đà Nẵng và Huế ở mặn giữa giữa như thế. Nó rất trong lành luôn ý. Nhiệt độ đang rơi vào tầm khoảng 13 tới 15 độ C nhưng mà mình thấy cũng không lạnh lắm nhỉ. Anh Cường thấy lạnh không? Không hả? Ồ, nước siêu lạnh luôn. Đây là ngày đầu tiên hai anh em mình tới Nhật Bản và mình không biết gì về tiếng Nhật cả. Teach me some Japanese. Câu đầu tiên là Ohayo. Ohayo. Câu thứ hai là Arigato. Arigato. Câu thứ ba là Oishi. Oishi. Onii-chan. Onii-chan. Con trai là Onni, còn con gái là Onne. À, gomennasai. 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 Arigato gozaimasu. Yo, ichinichi yo. Nghĩa là chúc bạn một ngày vui vẻ. Have a nice day. Dạ. Điểm đến đầu tiên, Edo Wonderland, the essence of Japan. What is this? Is this samurai? Yeah, samurai. Samurai. Chonin. Chonin. Oh, chonin. Not good, not good. Samurai, good, good, good. Thời kỳ Edo là? Là một thời kỳ được thống trị bởi samurai thay vì Nhật Hoàng. Nhật Hoàng lúc đấy có vẻ rất là to nhưng mà thực ra không có nắm thực quyền. Và trong cái thời kỳ này thì cái tập tục văn hóa nó ảnh hưởng rất là lớn đến Nhật Bản cho tới tận bây giờ. Và nó cũng là cái thời kỳ phồn thịnh nhất của Nhật Bản ở trong cái thời gọi là thời phong kiến. Ví dụ như kể cả cái việc đi xe bên tay trái cũng thế. Bởi vì trước kia anh từng nghĩ rằng là đi xe bên tay trái là ảnh hưởng bởi các nước phương Tây như là Anh, ảnh hưởng tới Thái Lan hay là Ấn Độ. Nhưng mà thực ra cái việc đi xe bên tay trái của Nhật Bản lại là ảnh hưởng từ cái thói quen từ ngày xưa, từ ngàn đời xưa. Do người ta để kiếm ở bên tay trái nhưng người ta phải để đi bên tay trái để tránh đụng vào. Đúng rồi, và che đi cái kiếm của mình để khi nào cần. Hai học trò giỏi, hai học sinh giỏi thì còn bài. Bài rất được bài. Chắc chắn là các anh chị thấy rất tự hào về chúng ta. Việt Trời vô chắc tự hào với chúng mình à. Xong rồi em cứ tự. Bài học về rác của Nhật Bản. Rác của mình là tài sản của mình. Rác của bạn thì bạn đem về nhà của bạn, chứ không được vứt rác ở đây. Và người ta vẫn sẵn sàng phát cho mình mỗi cái túi nhỏ như thế này để đúng mình vứt rác. Hôm nay là đêm đầu tiên tại Tokyo. Và đây là sắp truyền hình Tokyo. Đây là anh ăn sập Sài Gòn. Sợi mì nó dai vừa, nước nó đậm đậm, ngon nước nó đậm đậm, sự kết hợp khá là ổn. Mèo cái miêu tả và biểu cảm gương mặt em nữa đây. Đẹp ạ. Cheers. Rồi. Cheers luôn. Cheers. Cheers.
Ngày thứ hai tại Nhật Bản ngày hôm nay thì chúng tớ vừa đi một chuyến khoảng 1 tiếng đồng hồ trên xe buýt để tới làng Oshino Hokkai ở ngay dưới chân núi Phú Sĩ. Ở dưới chân núi Phú Sĩ bị ảnh hưởng bởi năm 1707 cái trận núi lửa của Phú Sĩ phun trào đấy thì tạo hình thành lên 8 cái hồ và nó qua rất là nhiều cái tầng lớp lọc và trở thành một nguồn nước cực kỳ thanh khiết. Núi Phú Sĩ hình chữ bát số 8. 8 cái hồ, hồ sâu 8 mét. Mình sinh tháng 8, đúng là những con số của sự may mắn. Trộm vía. Dòng nước nó chảy á, cái thời gian mà từ Phú Sĩ chảy ra đây là từ 20 đến 27 năm. Anh ấy chẳng, xu hồi. 37, 38, 39, 40. À, 40 số không đầy là 46 đúng không? 41, 42, 43, 44, 45, 46. Cheers. Ngon quá. Nhau là Ichigo. Ichigo. Ichigo, Ichigo nghĩa là một. Vâng. Go là năm. Từ tháng 1 tới tháng 5 là mùa dâu. Là người ta lấy cái đó để làm cái tên của cái cây này. Ima Oshino Hakai Imas. Nếu mà đúng như người Nhật uống á, là họ sẽ lấy cái này họ hứng nha. Rồi. Sau đó cái họ rửa tay nè. Sau khi rửa tay xong thì họ hứng một miếng, họ để vô lòng bàn tay họ uống. À. Khi mà để vô lòng bàn tay uống xong trong cái này nó còn á, bắt đầu rửa cái cây, tại vì cái tay mình cầm để cho người kế tiếp theo họ sẽ cầm không có cảm giác ớn. Wow. Mình không có được đưa miệng trực tiếp vào trong đây nha. Vâng ạ. Two girls, so kawaii. Kawaii. Mình ở Nhật thì ít thấy, rất là nhẹ nhàng ư, nhưng mà độc thật. Chúng ta đang có mặt tại núi Phú Sĩ, đỉnh núi cao nhất của Nhật Bản. Mọi người ơi, đây là lần đầu tiên em thấy tuyết, em xung động quá. Fuji Mount, Fuji San. San có nghĩa là sơn, tức là núi. Và chị hướng dẫn viên có nói với mình, tức là phú trong cái từ phong phú, sĩ trong cái từ sĩ tử. Ở Nhật Bản thì cái sĩ tử rất là phong phú, tức là ở Nhật Bản thì có rất nhiều người tài. Núi Phú Sĩ thì có rất là nhiều câu chuyện truyền thuyết, nhưng mà có một câu chuyện mà mình cảm thấy rất là ưng ý được chị hướng dẫn viên kể lại, đó là ngày xưa có một cô tiên nữ ở trên trời. Là cô mắc một lỗi gì đấy, sao cô phải xuống dưới trần gian. Cô xuống dưới trần gian đầu thai trong gia đình của một cặp vợ chồng, và cô rất rất đẹp vì là cốt tiên mà, đẹp cầm kỳ thi họa. Có rất là nhiều người biết cái sắc đẹp nhan sắc của cô, và trong đấy có một vị tướng quân ở gần đấy. Vị tướng quân nghe thế đấy thì đến nhà cô để xem và kiểu yêu cô luôn, vì cô đẹp quá, cô xinh quá, cô tuyệt vời quá. Sau hai người cũng rất là yêu nhau. Tới một ngày thì vị tướng quân đã quỳ xuống cầu hôn, và sau đấy thì cô nó đã không cưới được. Đến ngày này tháng này thì anh ấy đến nhà bố mẹ em, thì đến nhà bố mẹ và phát hiện ra là không phải cô đâu nữa. Bố mẹ mới nói rằng là thực sự cô là cốt tiên, cho nên cô không thể cưới người phàm được. Và sau đấy vị tướng quân kiểu đau khổ ấy, đau khổ và quyết định là bỏ lại giang sơn, bỏ lại sự nghiệp và đi tìm cô ở khắp nơi khắp chốn, ở khắp Nhật Bản. Và vị tướng quân nghĩ là cô là tiên chứ gì, là tiên thì chắc chắn mình sẽ lên cái núi cao nhất để mình có thể gặp được trời. Và đi đến tất cả mọi nơi, thì đi đến lên núi Phú Sĩ cũng không gặp được cô. Và trước khi anh đi thì bố mẹ cô có đưa cho anh một cái viên thuốc bất tử cô tặng anh. Lỡ may mà anh chiến đấu thì anh uống viên thuốc đấy là bất tử. Khi anh đứng trên đỉnh núi, anh đã ném viên thuốc bất tử xuống và anh cũng đã nhảy xuống, bởi vì anh cảm thấy quá buồn. Các bạn gái thấy đấy, có một vị tướng quân họ sẵn sàng bỏ giang sơn để chạy theo người mình yêu, thì tại sao bạn lại khóc vì một chàng trai không xứng đáng hả những cô gái của tôi ơi? Be confident girls. Ở Nhật có một văn hóa là tin thần, tức là tin cái gì cũng có thần. Ví dụ như là cái cây cũng có thần, hay là cái ngọn cỏ cũng có thần. Tức là mình sẽ không bao giờ dám làm cái gì đấy nó sai trái, để mình luôn tôn trọng tất cả mọi thứ. Giống như ở đời mọi sự của chúng ý. Con ước mọi người luôn mạnh khỏe bình an, chúng sinh luôn mạnh khỏe bình an, quốc thái dân an. Hôm nay chúng ta có món udon này, thịt bò này, cơm này, cá ngừ này, chia xem, chia. Chuyên mục cơm đoàn bắt đầu. How long are you staying here? 5 days. Cheers. Yeah, ありがとうございます.
bookstore. Bookstore. Mình đi bookstore phải đi rất nhanh. Thì phải kịp. Taxi, not too expensive. Check. Ngày 3 tại Nhật Bản, day 3 in Japan. Bây giờ đang là 7 giờ sáng và chúng mình đang ngồi đi dạo một cái con đường rất nhiều hoa anh đào ở ngay cạnh khách sạn. Và chúng ta có thể thấy tháp truyền hình Tokyo. Đúng, mọi người biết quốc hoa của Nhật Bản là gì. Và mọi người cứ nghĩ là hoa anh đào nhưng thực sự là hoa cúc. Mình bây giờ cũng mới biết. Và chị còn nói là trong tất cả các loài hoa của Nhật Bản thì chỉ có hoa anh đào mới thực sự biểu trưng được cho tinh thần của võ sĩ samurai. Tức là thường thường các hoa khác sẽ kiểu là mọc rồi sau đấy là hơi héo rồi úa tàn là rơi rụng. Còn hoa anh đào sẽ rơi rụng vào cái lúc mà hoa anh đào nở rộ đẹp nhất, như là tinh thần của võ sĩ samurai. Dù họ có chết đi nhưng mà cái tinh thần của họ vẫn rất là trung trực, bất khuất, kiên cường. Và họ chết đi lúc họ đẹp nhất và họ sẽ luôn luôn sống trong lòng người khác. Mỗi một ngày đi thì đều học được một cái gì đấy về Nhật Bản, về văn hóa, về con người. Mình nghĩ đấy là giá trị đích thực của việc đi du lịch. Đúng, anh Cường biết tại sao khi võ sĩ samurai tự sát họ lại lấy thanh gươm của mình đâm thẳng vào bụng? Bởi vì chị hướng dẫn viên có giải thích là đầu là thượng, chân là hạ, bụng là trung. Và khi người ta đâm vào bụng ấy có nghĩa là họ sẽ luôn trung trực, họ sẽ luôn trung thành dù họ chết đi, cho nên họ sẽ luôn chọn đâm vào bụng. Bây giờ bác tài sẽ đưa mình đến. What facts belong, it's hard to say. The pattern is so hard to tell. But when together, that's our game. Đi đi đi, cứ đi ra ngoài. Tàu điện không người ta. Would you say if things ain't right? Look away, look away. Mấy một cái nào nó càng xốp càng nhiều cái sợi càng tốt đấy. Itadakimasu. Ở Nhật thì có một đặc điểm đó là ăn cái gì cũng chia theo khẩu phần, mỗi người đều có một khẩu phần riêng. Chúng ta luôn healthy ấy, không được ăn nhiều quá, không được ăn quá. Bên cạnh những cái truyện tranh ở 7-Eleven thì còn có những cái tạp chí 18 cộng rất là gợi cảm và mình nghĩ là kiểu lộ tiền hết ý. Yes. Thật hả? Thật. Wow. Wow, em cũng bất ngờ luôn á. Đây, cái này là 3, 4 và 5 và 1 mai rất tốt. Đúng 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 đúng. Dù như đúng đúng đúng. Chúng ta sắp đổi đời. Hồ sen pa, sen là ngàn, pa là sóng. Tức là đây là cái hồ ngàn con sóng. Chạm đất, lắng nghe tất cả những âm thanh ở đây, từ tiếng gió, tiếng cây rì rào, tiếng chim hót, dù mình không hề thích chim một tí nào hết. Và tiếng hoa anh đào, nó cứ rung rinh trước gió và có rất nhiều nắng nữa, cảm giác nó rất là bình yên. Hoa anh đào ở Nhật Bản, Sakura thì được nhân giống với hơn 200 loại để mục đích là bất kể người dân ở Nhật Bản dù ở bất cứ thành phố hay tỉnh nào cũng đều có thể ngắm hoa anh đào hết. Nhưng thực sự để ngắm được hoa anh đào luôn luôn cần duyên, bởi vì nhiều khi chỉ cần nắng dọi một cái, rồi hoa nó nở rộ một cái và gió nó thổi bung một cái là rụng hết hoa anh đào. Có nhiều khi có những người căn thời gian rồi mà vẫn đến không thể ngắm được hoa anh đào. Và hy vọng là mọi người cũng có thể cảm giác được cái sự bình yên và hạnh phúc khi mọi người xem video clip này nhá. Bởi vì mình thấy mình đang thực sự rất là bình yên và hạnh phúc. À? Gia đình em thì sao, nhưng mà gia đình anh Vinh thì ông bà nói là thường mình sẽ, quan điểm của nhà anh nha, cái truyền thống của nhà anh thì là sẽ có thần bên trái và thần bên phải. Wow. Nên là mình làm việc gì đó sai thì là hai ông thần này ông sẽ ghi lại và sẽ tội của mình sẽ được liệt ra kiểu như thế là dài. Thì mình phải làm sao mà mình sửa đổi. Thì anh nghĩ cái cách dạy đó là cũng tốt á, tại vì sẽ luôn luôn nhắc nhở cho mình là mình phải luôn luôn cố gắng làm những cái việc đúng. 24 nước. Đấy là của anh. Anh là người Nhật Bản luôn.
mang tempura sashimi salada gohan ocha. Giang Sơn xã Tắc. Ôi, Shinjuku. Nghe đến Juku thì nghe có thành phố nào quen không? Shinjuku. Shin là mới, nơi ở mới. Oh, em sẽ là Shin friend of you. Yeah, Shin friend. Shin friend. Đây là một làng cổ mà đã có tuổi đời gần 400 năm rồi. Đây là nơi mà rất là nhiều các khu vực, các tỉnh thành giao thương với nhau thì họ sẽ ở đây tú túc lại. Cho nên nó có tên là nhà trọ ấy, là nhà trọ là vì thế. Top những điều mà người nước ngoài không nên làm khi tới Nhật. Chẳng hạn như móc mũi. Cái thứ hai nữa là mình lỡ mình ăn mà vô tình mà dính đồ ăn trên răng á, thì cũng phải cố gắng hết sức là nói chuyện khép khép cái miệng lại, đừng có cười đồ này kia rồi đi vào trong toilet thì mình hạ súc không có được xỉa răng. Mình gặp bạn mình ở xa xong mình giơ tay mình la lên ố xong mình bỏ chạy, thì người Nhật cái việc mà la lên bỏ chạy là người ta sẽ gặp thiên tai động đất sóng thần gì đó, người ta sẽ hết hồn và người ta sẽ chạy theo mình luôn đó. Và mình cũng không nên cười ha hả hô 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 đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi, ở đây thì cũng được cười ha hả hô hố nhưng mà đúng chỗ mới cười, còn thông thường là mình cứ cười 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 nhẹ nhẹ vậy thôi. Mình thấy một điều đặc biệt ở Nhật Bản đó chính là ở bất cứ nơi đâu đều có một cái đền. Bởi vì ở Nhật là có thần đạo, mà thần đạo tức là bất cứ một vật, một cái gì hiện hữu trong cuộc sống, người Nhật đều tin có thần hết. Để khi nào họ cũng cảm giác là họ cũng phải có một cái trách nhiệm, cái niềm tin là mình phải làm những điều tốt, nếu không là thần sẽ quở trách. Ogin kide. Kide inne. Xin giới thiệu mọi người, đây là mì hành. Thì ở đây đặc sản mì hành tức là mình sẽ không ăn với đũa mà mình sẽ ăn với cái cọng hành này và ăn cho tới khi nào hết cái cọng hành thì thôi. Itadakimasu. Ngon. Ôi ngon thật. Đây là tư thế ngồi mà mẹ đã dạy mình từ ngày xưa mà học được từ người Nhật. Đó chính là ngồi kiểu này khi mà bạn cảm giác như bạn ăn bị nê bụng quá, hay là bạn cảm giác khó tiêu, đầy hơi. Mình ngồi lưng thẳng và khi mình thở ấy thì mình đẩy cái bụng ra. Mình để tay ở đây và khi mình hít vào thì họng bụng lại nó. Ngồi như này thì mình sẽ rất là dễ tiêu, người cũng đẹp hơn và mình sẽ không bị béo. Các bạn thân mến, có một câu chuyện đó là ở trên YouTube của mình thì có rất nhiều bạn comment là vi cá gỗ. Thì thực ra mình cũng không hiểu là vi cá gỗ là gì, cho tới khi mà lúc nãy các anh hỏi là Vi đã chụp ảnh với cá gỗ ở đây chưa? Mình hỏi là chưa ạ? Sao đây ạ? Em không nghe chuyện vi cá gỗ ở miền Trung mà. Mình nói cá gỗ ở miền Trung là gì ạ? Chưa bao giờ mình nghe cá gỗ ở miền Trung. Ở miền Trung thì người ta khó khăn, người ta ăn một miếng cơm thì mẹ dặn con là hãy nhìn sang cá gỗ, chép chép miệng để cảm giác như là đang vừa ăn được một miếng cá. Chủ nhà tặng một đĩa mời ăn cùng bác. Là con gái thật thích. Anh quay đúng như vậy, anh cứ quay thấp thấp vậy. Ôi dạ. Anh không bao giờ tin tưởng vào cái năng lực quay của chúng của anh đâu. Bởi vì anh đang mải nhìn đồ ăn em ơi. Tại sao à Nino? Trời ơi, anh cũng phải ăn hết bởi vì bác cho mà. Anh phải ăn hết. Chứ đừng nói để thừa. Đúng là gạo sushi thật. Đúng là gạo rất là sushi mà mình rất là thích gạo của Nhật Bản bởi vì nó rất là mềm ấy. Arigato gozaimasu. Con bò là biểu tượng của tỉnh Fukushima. Fukushima là một tỉnh mà có rất nhiều thiên tai và họ cũng đang đẩy mạnh lại du lịch và giao thương. Cái này mình cảm thấy là một cái sự đồng điệu, bởi vì với gia đình mình thì con bò cũng là một biểu tượng của sự may mắn. Khi nào đi ra ngoài đường về quê thấy bò là cả nhà mình và mẹ mình đều kiểu chào bò để mang lại sự may mắn, và con bò sẽ ngoáy đuôi lên như kiểu chào lại mình ấy. Arigato gozaimasu. Arigato. Nhất là Khánh á. Dạ. Và có một đặc điểm nữa đó là hầu hết là các món ăn mình thấy là đều rất là nguội.
không phải nguội đâu, tức là họ ăn lạnh ấy. Bởi vì chị Liễu có giải thích cái này là xuất phát từ cái truyền thống, từ cái văn hóa, tức là nước Nhật là một nước rất là lạnh và người ta sẽ cố gắng từ bé là người ta sẽ được dạy một cái thói quen là cố gắng ăn lạnh để mình đỡ phải đòi hỏi, tức là để mình làm quen với cái điều kiện nó khó khăn, thiếu thốn một chút xíu, thay đổi bản thân mình để thích ứng với điều đấy, thì mình thấy cái đấy là cái đáng mừng nhất. Xưa là học samurai cũng là học sinh trung bình phết đấy chứ. Công viên hoa anh đào Hanamiyama thuộc tỉnh Fukushima. Thật sự là mình cảm nhận là dù có máy quay hay máy ảnh như thế nào, nó cũng không thể bắt chọn được cái vẻ đẹp mà cái con mắt mình đang ngắm đây ở vườn hoa anh đào này. Thế nên nhiều khi chúng ta chụp hình ấy, chúng ta cứ thấy mình trên ảnh là ơ mình không ăn ảnh, hay là mình nhìn mình vào gương, hay là mình nhìn mình vào ảnh hay là video clip mình thấy là ờ mình không được đẹp. Nhưng mà đâu phải. Đấy là bởi vì mọi máy quay máy ảnh cũng không thể nào bắt chọn được tất cả vẻ đẹp của chúng ta, vẻ đẹp thực sự. Bởi vì ai chúng ta cũng đẹp hết. We all beautiful, we all beautiful. Yêu chị. Cái này như kiểu là nước, không phải là rượu, cái này rất là ngọt ấy. Đúng rồi. Đến cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ nhớ những cảm xúc mà chúng ta đã mang lại cho nhau, đúng không mọi người? とてもいい体験でした. お世話になりました. お世話になりました. ありがとうございます. お世話になりました. ありがとうございました. Wow. Yay, đây là một nét văn hóa của Nhật Bản rất là đẹp luôn. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Travel đi, đi làm việc travel. Travel đi, đi làm việc travel. Khi mà hai anh tôi đã mệt rũ rồi vì bay 6 tiếng từ Nhật về Sài Gòn, từ Sài Gòn về Hà Nội 2 tiếng là tổng 8 tiếng. Hai anh tôi đã rất mệt vì hai anh tôi già rồi, U30 rồi, còn tôi chỉ mới U20 thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì theo dõi vlog này. I love you. バイバイ。ありがとうございました。